Kính thưa quý vị đại diện Liên Tôn, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần đại diện các tôn giáo, kính thưa quý vị dân cử, kính thưa quý vị đại diện các phong trào đoàn thể đảng phái quốc gia, kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt cho Ban chấp hành Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange, chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, cho sự vẹn toàn lãnh thổ và cách riêng cho Giáo xứ Tam Tòa, Giáo phận Vinh ngày hôm nay. Giáo xứ Tam Tòa đang gặp nạn khi họ chỉ làm những công việc theo lương tâm của một công dân có tín ngưỡng Công giáo, đang bị sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Họ đang mong đợi sự cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa hằng hữu, mong đợi tiếng nói của chúng ta nói với thế giới, nói với chính quyền ở các quốc gia yêu chuộng tự do, công lý và sự thật, để ngăn chặn những hành vi bạo ngược và tàn ác của nhà cầm quyền Cộng sản. Đêm thắp nến và cầu nguyện ngày hôm nay mang ý nghĩa ấy. Xin hãy đồng hành với giáo dân Tam Tòa trong cơn thử thách gian nan này. Xin hãy cất lên tiếng nói chống lại sự ác trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Các anh chị em giáo dân đã đến dựng cái láng tre trên nền nhà thờ là nền đất thánh thiêng của giáo dân Tam Tòa suốt mấy trăm năm qua. Thế mà công an Quảng Bình đã đánh đập tàn nhẫn, bắt giữ trái phép giáo dân, chiếm đoạt thánh giá là biểu tượng cao quý của người Công giáo, chiếm đoạt tài sản của giáo hội và của giáo dân, rồi lại để cho hai linh mục và một số giáo dân bị đánh trọng thương. Tôi xin được cùng với Tòa Tổng Giám mục Địa Phận Vinh đặt lại những vấn đề sau đây. Nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chỉ có giáo dân và lương dân xô xát với nhau, vậy tại sao công an chỉ bắt giữ giáo dân, đánh đập, giam cả 10 ngày nay rồi mà lại không bắt ai là lương dân? Nếu công an nói rằng họ đến để dẹp việc gây rối trật tự công cộng, thì tại sao lại lấy hết các máy quay phim, chụp hình của giáo dân tới nay cũng chưa trả lại? Nếu họ làm việc chính nghĩa thì phải để cho dân thấy chứ. Và nếu công an đến để dẹp việc gây rối thì tại sao lại lấy hết tất cả, từ thánh giá, khung sắt, tôn lợp, xe cộ, máy phát điện, thức ăn, cả đến tiền bạc của giáo dân mà không lập biên bản gì cả? Cụ thể hơn cả là tại sao trong mấy ngày qua công an không bắt nhóm côn đồ đông tới hàng trăm đánh đập hai linh mục và giáo dân trong ngày 27 tháng 7 năm 2009. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay chúng ta hiệp thông với Tòa Giám mục Vinh lập lại những yêu cầu như sau: thả ngay, thả hết những giáo dân bị công an Quảng Bình đánh đập và đang bị bắt giữ, săn sóc chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập, bồi thường tại chỗ láng tre của giáo xứ Tam Tòa, trả lại thánh giá, trả lại tài sản của giáo hội và tài sản của giáo dân, dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Còn việc hai linh mục và các giáo dân bị đánh đập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phải chịu trách nhiệm việc chữa trị, lo thuốc men và phải xét xử những kẻ côn đồ theo pháp luật. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay chúng ta hiệp thông với nhau và với nhiều nơi khác để cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa, là chính chúng ta khẳng định lập trường về một đường hướng xây dựng xã hội trên tình yêu, trên sự tha thứ,
trên sự sống, chứ không phải trên lòng hận thù. Chúng ta muốn nói lên rằng chúng ta không thể chấp nhận việc tiếp tục sử dụng bạo lực và những thủ đoạn bất nhân để đàn áp mọi sự khác biệt ý kiến trong xã hội. Xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau đốt lên những ngọn nến để chia sẻ với anh chị em tại Tam Tòa chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời trích đoạn của Giám đốc Trung tâm Công giáo Giáo phận Orange, Linh mục Nguyễn Uy Sĩ.